Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là LeagueID đây và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo thôi. Hôm nay là ngày chủ nhật thì khá là rảnh và nó cũng không có nhiều sự kiện mới. Có một cái sự kiện mới mình thấy là Thương Đồ Tiên Vực thì ngày mai mới có, thì mai mình sẽ review cho anh em nhé. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cái sự kiện này luôn. Còn cái sự kiện triệu hồi thần long thần linh này thì tí nữa cho bọn mình chơi. Còn hôm nay rảnh thì mình sẽ trả lời một số những cái câu hỏi của các bạn nhé. Đấy, do là comment thì mình cũng ngồi oanh các thứ nó hơi mất thời gian nên là mình cũng chưa có thể thời gian để mà ngồi rep các bạn được. Cho mình hỏi là build choáng rồi thì có build thêm bạo kích hay gì không? Thì câu trả lời là không bạn nhé. Khi mà chúng ta đã build choáng rồi ấy, thì chúng ta chỉ all in nguyên choáng thôi. Ví dụ như mình đây, mình chơi nguyên choáng thôi mà còn chật vật lắm đấy này. 311,9% này. Đấy, mà bây giờ chỉ số của các ông kia cao, kháng cao lên thì mình còn thấy đánh. Dù như ông nào mà build né cao lên ấy, tầm kháng né tầm 300% xem anh em đánh chả choáng tí nào luôn, chán kinh. Cái này, mình là mình kháng né này, 289%, đúng không? Thế bây giờ giả sử có một trường hợp là ông nào đấy lại build né kháng choáng đến tận 289% thì đánh cũng không đâu vào đâu cả anh em ạ. Nên là tốt nhất là chỉ build một chỉ số thôi anh em nhá. Trong cái tựa game này, ngoài cái môn phái gọi là liên bạo ra thì chúng ta build liên kích bạo kích để đi đánh boss. Còn lại thì tất cả các môn phái khác chúng ta chỉ all in một chỉ số thôi anh em ạ. Ok. Rồi, choáng mãi ngon này, hợp lý này. À, Willing, anh thích đi tuần em phụ anh cứ lên top 1, không lấy được em gỡ đồ cho anh em. Ui, được, hay này. Thế thì mình sẽ, ôi thôi chết rồi. Quên mất, hình như hôm qua mình quên mất chưa mua lượt trong bảng quân hùng, đúng rồi. Bây giờ là phải mua này. Phải 25 lượt, khả năng mai thiếu rồi. Thế là có đủ không ấy. Ok, nhưng dù sao cũng cảm ơn em nhá. Đấy, anh cứ mua đấy, đủ thì đủ, không đủ thì thôi vậy. Game này bản chung chỉ đã hơn là comment game gì ta. À, thêm cái tiểu long nữ level 11, đại sơn yêu level 10 đấy. Nói chung là level 11 với level 10 là cái khả năng giảm sát thương cuối là khủng khiếp đấy. Kẻ địch choáng cao thì chu tước phế lắm. Kháng choáng cao, đúng rồi. Đúng rồi, kháng cao cái nào cũng phế. Ơ đúng. Thực ra thì một khi mà đã kháng cao rồi thì môn phái nào cũng phế thật. Nhưng chủ yếu là chúng ta có build được kháng đấy không. Chứ còn nếu anh em all in đầu tư vào trong cái phần kháng đấy thì nó ngon. Trong phần huyết mạch ấy, anh ơi, tại sao Tiểu Yêu Tầm Đạo tích dẫn hồn chú? À, rồi, bởi vì là ở ngày 4 khi mà chúng ta mới mở server ấy, thì ngày 4 là chúng ta có cái sự kiện là xả cái dẫn hồn chú đấy, chúng ta sẽ được tích lũy điểm. Tích lũy điểm đấy thì sẽ nhận lại được phần thưởng. Nếu mình nhớ không nhầm là sẽ được tinh quái kiểu gì đấy, khá là ok. Thế anh em có thể tích xả cái đấy cho nó ngon lành cành đào. Và khi mà chúng ta xả vào ngày đấy thì thứ nhất nhá, anh em hoàn toàn sai lầm, mà những anh em nào mà tân thủ không biết ạ, thì chúng ta sẽ xả hết cái dẫn hồn chú đấy ở trước. Ờ, nhưng mà anh em mà không chờ đến ngày thứ 4. Ngày thứ 4 thì chúng ta ra cái sự kiện này, lúc đấy chúng ta bắt đầu mới xả vào đây triệu hồi ấy, xả hết đi. Thì lúc đấy chúng ta sẽ có thêm điểm. Ơ, đại sư nhiều ngon thế nhở. Có thêm điểm ở trong cái bảng xếp hạng ấy. Đấy, chỉ cần xả thế là đã được điểm rồi. Ok. Thì xếp hạng cao thì anh em sẽ được con tinh quái nó xịn hơn, thế thôi. Rồi tiếp theo nhé. Có thể anh đã biết vào tông môn bổ nhiệm. À, cái này thì anh biết rồi. Anh thì có chơi, ví dụ như là choáng kháng né thì anh cũng có chơi, nhưng mà do là mấy con của anh nó hơi cùi ấy chứ. Đây, trong cái phần tông môn đây. Tông môn này. Ôi đầy rồi này. Để tu luyện phát. Đấy, ví dụ như trong phần bổ nhiệm đây thì anh cũng đã có cái choáng kháng né rồi, nhưng mà bởi vì là nói chung là anh hơi lười chơi. Thế cho nên là choáng chỉ có con phẩm tím là cao nhất thôi, 6,8% này. Đấy, kháng né 7,4%. Rồi còn lại mấy cái khác thì nó... Đây, cái này thì sao nhỉ? Cái này thì cũng choáng kháng né, nhưng mà anh em có thể nhìn thấy là nó hơi cùi, phẩm chất của nó cùi. Cùi lắm. Tổng búp là choáng mình được 31,5% và kháng né là 14,1%. Đó. Ở trong cái phần tông môn này cũng khá là ngon. Ở thời điểm hiện tại chúng ta có nhiều cách để có thể là gia tăng chỉ số của mình lên. Tiếp theo nha. Ở đây là sạch cái gì nhỉ? Nhầm. Game khác, comment game khác. Anh em có code mới nhất không á? Hiện tại game đếch ra code mới anh em ơi. À, mỗi một lần có code mới gì đấy thì phải làm sự kiện quẩn què gì hơi mệt nha. Đấy. Rồi, để mình xem nào.
Mọi người cho mình hỏi là cường hóa thuộc tính chiến đấu là sao vậy? À, cái này thì cũng đơn giản này. Cường hóa thuộc tính chiến đấu thì anh em có thể nhìn thấy, ví dụ như thuộc tính chiến đấu của mình là choáng đúng không? Choáng là 311,9%. Thì khi anh em mà có cái viên ấn ký ở trong này này, để xem mình lắp cái nào được cường hóa thuộc tính chiến đấu không? Bỏ qua thuộc tính kháng này. Đây mình thay vào cái cường hóa thuộc tính chiến đấu cho anh em xem nhé, mặc dù là nó bị giảm đi một tí. Nhưng mà ra ngoài này thì anh em có thể nhìn thấy là cái chỉ số choáng của mình đã lên được 318,2%. Đấy, nó là như vậy. Đấy là cường hóa thuộc tính chiến đấu thôi. Nhưng mà thực ra thì bỏ qua cái thuộc tính kháng nó cũng vậy à. Thì ví dụ như mình tăng được cái thuộc tính chiến đấu lên thì cũng đồng nghĩa với việc là kẻ địch mà bị giảm cái thuộc tính kháng đi thì nó vẫn thế. Nên là cái nào phẩm cao hơn thì anh em cho vào. Đơn giản như vậy thôi anh em. Rồi tiếp theo nhé, chúng ta sẽ có thêm một cái gì đây? Comment là gì ta? À ok này. Đây, thần thông thực hồn chú có mạnh không anh? Em thấy nhiều người dùng. À, có một bạn trả lời là thực hồn chú câu giờ cho địch không dùng được thần thông á. Bởi vì khi ở level 1 giảm 800 yêu khí khá là ngon. Đúng rồi, nhất là 72 phép biến hóa để kích hoạt được thì một phát bay màu luôn. Thì cái này là chuẩn luôn nha. Nó chính là như vậy đấy. Đây, chờ mình chút. Đây, cái thần thông thực hồn chú. Đây, thực hồn chú. Đây là cái này. Thì khi mà mình tấn công mình trừ 800 yêu khí của kẻ địch. Thì như anh em tân thủ có thể hiểu rằng là ở trong này có 4 cái thần thông. Thì 3 cái thần thông dưới này nó là cái bị động. Còn thần thông trên này nó sẽ là cái thần thông chủ động, gây được thêm một cái skill khi mà đạt được đủ cái điểm nộ, giống như kiểu là ulti chiêu cuối của anh em đấy. Một số tựa game mà phải có mana thì mới xài được ulti ấy. Thì nếu như mà dùng cái thực hồn chú này thì nó sẽ đánh để giảm trừ cái mana đấy của anh em. Thì anh em sẽ không có cái điểm mana, điểm nộ khí đấy để sử dụng được cái ulti này. Câu giờ khá là tốt. Đó, con lành cái nào luôn. Rồi tiếp theo nhé. Tiếp theo là cái gì đấy? Ok. Sao mình lên hợp thể kháng né nó 300 rồi? Thì cái này là tùy thôi. Mình đã bảo rồi mà. Ở trong cái server này thì mình chơi chiêu chiêu. Anh em có thể nhìn thấy là mình rất ít tham gia những cái hoạt động. Mình hầu như là không tham gia một cái hoạt động nào ở trong cái tựa game này ngoài chặt cây cả. Đấy. Thì mình cũng chia sẻ với anh em rồi. Do là mình cũng chơi tựa game này YouTube rồi nhưng nó hơi mệt, nhiều hoạt động quá. Mà bây giờ mình thì làm theo kiểu review game thôi. Mình review game với cả hướng dẫn anh em tân thủ ở giai đoạn đầu thôi. Còn về sau để đồng hành cùng với anh em thì sẽ tùy game mình mới đồng hành được. Ví dụ như là huyền thoại, hải tặc các thứ thì dễ chơi hơn, cái thời gian nó bỏ vào không nhiều. Để mình có thể là đồng hành cùng anh em được lâu dài ấy, thì mình có làm riêng một kênh về huyền thoại, hải tặc đấy rồi. Anh em nào thích thì chơi. Còn này thì mình sẽ đồng hành với anh em theo kiểu là review cũng như là trải nghiệm tân thủ, hướng dẫn anh em ở giai đoạn đầu. Còn giai đoạn về sau nếu như anh em có thắc mắc gì thì chia sẻ ở dưới comment thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đấy là định hướng của mình, do là mình cũng khá là bận nên là không có thể nào mà nhiều thời gian cày cuốc. Với cả nếu như cày cuốc một tựa game thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng ở đây thì mình chơi nhiều game để có thể là làm content review các thứ ở trên YouTube nữa. Nên không thể nào mà chơi sâu một game được. Thì anh em thông cảm nếu như anh em mà muốn chơi sâu một tựa game kiểu như là Tiểu Yêu Tầm Đạo nào đó thì có thể là qua một cái channel khác phù hợp hơn. Đấy là mình chia sẻ thật là như vậy chứ mình không ép anh em nha. Đó. Thì đó. Thì anh em nếu như mà chăm chỉ cày cuốc các kiểu thì tham gia nhiều hoạt động có nhiều tài nguyên thì chúng ta sẽ kiểu build chuẩn ở trong cái này nữa thì chúng ta sẽ có chỉ số kháng né cao thôi. Đơn giản là như vậy. Rồi, tiếp tục nha, để mình xem có câu hỏi gì nữa nào. Cho em hỏi cái tăng sát thương của chấn tâm chú là cho đòn đạo pháp hay cho đòn đánh tiếp theo? Ok, thì cái này thì mình cũng có cái chấn tâm chú đây để mình test cho anh em luôn nhá. Đây có bạn Vodka này, để mình test thử xem như thế nào nhá. Xem khi mà sử dụng cái đạo pháp của mình thì gây được bao nhiêu điểm sát thương. Rồi. Ok. Ok. Rồi. Bạn ơi chuẩn bị có đạo pháp rồi anh em ơi. Rồi, có nộ này anh em này. Bây giờ để xem gây được bao nhiêu điểm sát thương nhá. Rồi, 2.000 vạn. Đấy. Và bây giờ đánh thường là được bao nhiêu đây? Đánh thường là được 1.200 vạn. Ok. Rồi. Anh em nhớ nhá, 2.000 vạn và 1.200 vạn đánh thường này. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái đấy ra, mình cho một cái khác vào, vẫn đeo cái ấn ký đấy nhá. Gỡ này. Rồi mình đeo cái thực hồn chú. Thực hồn chú của mình cũng level 25 nhá anh em. Ok, xuất chiến. Giờ thì mình sẽ tiếp tục là đấu pháp khiêu chiến đúng cái bạn Vodka đấy nha. Là mới này. Vodka đâu? Ô kìa. Vodka. Ô kìa, không ra nữa kìa. Bác trưởng.
Ơ kìa, ảo ma Canada thế. Vodka. Đây rồi. Xem là đánh đấm được bao nhiêu. Vẫn là gây choáng này. Ok này. Tiếp tục múc này. Rồi để xem được bao nhiêu. Rồi sắp có nộ này. Có nộ này. Có nộ này. Đấy để xem gây được bao nhiêu điểm sát thương nhá. 1.800 vạn. Rồi và đánh thường xem nào. Không kịp đánh thường anh em ạ. Không kịp đánh thường để xem chỉ số đánh thường có tăng lên hay không. Ai xì bà. Cay thế nhở. Thôi thế thì mình sẽ mua thêm một cái nữa. Để đánh thử xem là lần này có đánh thường được không. Nếu như đánh thường được thì nó sẽ ngon là cái nào này. Mua này. Rồi mi hót các kiểu. Vodka có. Vodka. 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 Đây. Đánh lại anh em nhé. Xem nó như thế nào đây. Khoáng này. Ok. Rồi. Úi giời ơi. Úi giời ơi đau đấy. Rồi có nộ này anh em này. Xem phát này gây ra được bao nhiêu điểm sát thương nhá. Đấy 1.600. Và đánh thường xem nào. 1.200. Đấy. Thì anh em đã có câu trả lời rồi đúng không. Thì tung cái váy lại. Là nó tăng sát thương của cái đạo pháp nhá anh em nhá.